Kinh Dương Vương chữ Hán, năm 2919 trước công nguyên đến năm 2792 trước công nguyên, là một nhân vật truyền thuyết, con của đế Minh, cháu nội của đế Thừa, cháu bốn đời của thần Nông. Kinh Dương Vương tức Lục Tục thuộc dòng dõi vua thần Nông vốn được suy tôn là thủy tổ của người Bách Việt. Giả sử chép Kinh Dương Vương tên Húy là Lộc Tục, là người hình thành nhà nước Sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất năm 2879 trước công nguyên, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ. Lãnh thổ của quốc gia dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn, phía bắc tới sông Dương Tử cả vùng Hồ Động Đình, phía nam tới nước Hồ Tôn Chiêm Thành, phía đông là Đông Hải, một phần của Thái Bình Dương, phía tây là Ba Thục Tứ Xuyên, Trung Hoa ngày nay. Kinh Dương Vương truyền ngôi cho con là Lạc Long Quân. Kinh Dương Vương có thể là danh hiệu đời sau truy tặng cho một tù trưởng bộ lạc đã góp công vào việc thống nhất tộc người Lạc Việt, có thể là tù trưởng bộ lạc Văn Lang trước Hùng Vương. Sự nghiệp của ông được tiếp nối bởi Lạc Long Quân. Niên đại của Kinh Dương Vương là trước thế kỷ 7 TCN, bởi theo các bằng chứng khảo cổ học thì nhà nước đầu tiên Văn Lang được thành lập vào thế kỷ 7 TCN. Lạc Long Quân, năm 2825 trước công nguyên, tên Húy là Sùng Lãm, là một vị vua truyền thuyết của lịch sử Việt Nam. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì ông là con trai của Kinh Dương Vương Lộc Tục với con gái Động Đình Quân là Thần Long. Lạc Long Quân được xem là vị vua của nhà nước Sơ khai Xích Quỷ trước nhà nước Văn Lang. Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem là thủy tổ sinh ra dân tộc Việt Nam theo truyền thuyết bọc trăm trứng. Lạc Long Quân có thể là danh hiệu truyền lại trong giả sử của một tù trưởng đã có công trong việc đi đến thống nhất các bộ tộc người Lạc Việt. Con trai ông là tù trưởng bộ lạc Văn Lang đã thống nhất thành công 15 bộ lạc, thành lập nhà nước Văn Lang, xưng hiệu Hùng Vương thứ nhất. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Lĩnh Nam Trích Quái, Lạc Long Quân là hậu duệ của Thần Nông. Vua Đế Minh cháu ba đời họ Viêm Đế Thần Nông có hai người con trưởng là Đế Nghi, con thứ là Lộc Tục. Nhà vua yêu Lộc Tục hơn nên muốn cho Lộc Tục làm vua phương Bắc. Lộc Tục là người khiêm nhường nên đã nói với cha nhượng cho anh cả. Vì vậy vua cha cử Lộc Tục làm vua phương Nam đất Văn Lang sau này. Đất Văn Lang tức nước Xích Quỷ có nhiều phong cảnh thanh kỳ. Giải lĩnh Nam trùng trùng, điệp điệp, xanh như tràm, xa trông như rồng uốn khúc. Lên làm vua, Lộc Tục lấy hiệu là Kinh Dương Vương, buổi đầu toan đóng đô ở chân núi Miếu Sơn, sau ấn định xây thành, đắp lũy ở Cửu Lĩnh. Vua lấy Long nữ con gái Động Đình Quân, sinh ra Sùng Lãm tức Lạc Long Quân kế nghiệp vua cha. Âu Cơ là một nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam, cùng với các truyền thuyết vĩ đại về Lạc Long Quân, theo đó Âu Cơ là tổ mẫu của người Việt. Câu chuyện của bà cùng Lạc Long Quân được ghi lại như một truyền thuyết, thần thoại trong chương đầu tiên của Lĩnh Nam Trích Quái. Truyền thuyết này lần đầu được xem như chính sử và ghi lại như một bản kỷ trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thời Hậu Lê, một việc hoàn toàn không có trong cuốn sử cổ hơn là Đại Việt Sử Lược thời nhà Trần. Trong các truyền thuyết phổ cập ở văn hóa Việt Nam hiện đại, Âu Cơ là một nàng tiên xinh đẹp sống ở trên những ngọn núi cao. Và việc bà kết hôn với Lạc Long Quân là giống rồng, sinh ra 100 người con đã biến dân Việt thành con rồng cháu tiên. Theo truyền thuyết phổ biến nhất, Âu Cơ là một tiên nữ, con gái một vị thần núi nào đó mà không phải là đế lai của thần Nông thì. Nàng đi khắp bốn phương để giúp đỡ và chữa trị cho những người đang lâm bệnh và gặp khó khăn. Nàng có lòng từ bi và có tài về y thuật, một ngày nọ, một con quái vật làm nàng sợ hãi. Nàng liền biến thành phượng hoàng mà bay đi. Lạc Long Quân là thần rồng từ biển cả, thấy nàng đang gặp nguy hiểm liền cầm lấy cục đá và giết tên quái vật. Sau đó tình yêu đã nảy nở giữa hai người và họ cưới nhau. Âu Cơ sinh ra một bọc trứng có 100 người con. Một ngày nọ, Lạc Long Quân nói với nàng rằng vì hai người đến từ hai chủng tộc và môi trường rất khác nhau nên không thể chung sống với nhau trọn đời được. Họ bèn chia nhau mỗi người 50 đứa con, 50 theo mẹ, 50 theo bố, 50 người con theo mẹ đi đến ở Phong Châu, người anh cả trở thành vua Hùng Vương của nước Văn Lang. Chúng ta có thể thấy rõ vấn đề, đến truyền thuyết truyền miệng phổ thông, Âu Cơ từ người thường đã trở thành tiên. Tuy nhiên, về mặt ghi chép văn bản, xuất thân của Âu Cơ gần như thống nhất những ghi chép có từ Lĩnh Nam Trích Quái. Ngay cả sách Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, một cuốn tổng hợp sử và truyền thuyết soạn vào đầu thế kỷ 20, cũng không hề ghi nhận về xuất thân nàng tiên này của Âu Cơ. Như vậy, việc Âu Cơ là tiên có lẽ chỉ tồn tại những thập kỷ rất gần đây, nhưng không thể xác định cụ thể. Những cuốn sách của các học giả nước ngoài cũng có niên đại khá gần và đã chịu nhiều những biến đổi về nhận thức của người Việt Nam hiện đại. Hùng Vương là cách gọi dành cho các vị vua nước Văn Lang của người Lạc Việt. Theo truyền thuyết, Hùng Vương thứ Y là con trai của Lạc Long Quân, lên ngôi vào năm 2879 trước công nguyên, đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước làm 15 bộ, truyền đời đến năm 258 trước công nguyên thì bị Thục Phán An Dương Vương chiếm mất nước. Truyền thuyết về Hùng Vương được ghi chép lại lần đầu tiên vào cuối đời Trần tại Hồng Bàng Thị Truyện trong sách Lĩnh Nam Trích Quái, sau đó được sử gia Ngô Sĩ Liên đưa vào Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ở cuối thế kỷ 15. Con của Lạc Long Quân là Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước ra làm 15 bộ là Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức đóng đô ở bộ Văn Lang, Phong Châu. Lãnh thổ của nước Văn Lang được xác định ở khu vực đồng bằng sông Hồng, phía đông bắc giáp với Âu Việt, phía tây bắc thuộc các tỉnh miền Bắc Việt Nam và một phần đất tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày nay, phía đông giáp với Biển Đông, phía tây tiếp giáp và chạy dọc theo dãy núi Hoàng Liên Sơn thuộc Lào Cai, Sơn La ngày nay, phía nam giáp Hồ Tôn Tinh hay Hồ Tôn, một quốc gia Champa cổ. Dân số của Văn Lang khoảng 40-50 vạn người, chủ yếu phân bố ở khu vực Trung Du, Hạ Du sông Hồng và sông Mã. Hùng Vương sai các em trai phân chỉ, đặt em thứ làm tướng võ, tướng văn. Tướng văn gọi là Lạc Hầu, tướng võ là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỹ Nương, quan hữu ti gọi là Bố Chính,
thần bộc, nô lệ gọi là nô tỳ, xưng thần là khôi, đời đời cha truyền con núi gọi là phụ đạo, thay đời truyền nhau cho đến hiệu là hùng vương không đổi. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cư Mục, theo sách An Nam Chỉ Nguyên của Cao Hùng Chương chép, giao chỉ khi chưa đặt làm quận huyện, bấy giờ có ruộng lạc, theo nước triều lên xuống mà làm ruộng, khai khẩn ruộng ấy là lạc dân, thống trị dân ấy là lạc vương, người giúp việc là lạc tướng, đều dùng ấn đồng thao xanh. Nước gọi là văn lang, phong tục thuần hậu, mộc mạc, chưa có chữ nghĩa, còn dùng lối thắt nút dây làm dấu ghi nhớ, truyền được 18 chi. Có một số nguồn sử học viết về lãnh thổ của vua Hùng, phía Tây đến Ba Thục Tứ Xuyên, Trung Quốc phía Bắc đến Hồ Động Đình, Hồ Nam, Trung Quốc phía Nam giáp nước Hồ Tôn, tức nước Chiêm Thành, là nhầm lẫn nước Xích Quỷ của người Bách Việt cổ. Nước Văn Lang thuộc tộc người Lạc Việt là một trong số những tộc người Bách Việt, và cũng là tổ tiên của người Kinh ngày nay. Lạc Việt cùng với Âu Việt là hai tộc người Bách Việt sống tại vùng đất phía Nam nước Xích Quỷ cổ. Sau này An Dương Vương tên thật là Thục Phán, vua nước Âu Việt, nằm ở phía Tây Bắc nước Văn Lang, đánh bại vua Hùng của nước Văn Lang lập nên nước Âu Lạc. Dân số Âu Lạc thời đó cũng chỉ khoảng 70 vạn, 80 vạn người. Nếu lãnh thổ Văn Lang muốn giáp Ba Thục, Tứ Xuyên và Hồ Động Đình, Hồ Nam thì phải bao gồm cả các tỉnh Quý Châu, diện tích 176.167 km², và Hồ Nam, diện tích 210.000 km², phần lớn tỉnh Vân Nam, diện tích 394.000 km², một phần tỉnh Quảng Tây, diện tích 236.700 km² của Trung Quốc,